Ok, hello, xin chào tất cả quý anh em đồng đạo Gia Lâm Chuyên Cười Zit và cũng như server Đại Trung Nguyên, trang chủ tình nghĩa giang hồ.com. Và mình là Duy Khả này, chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha anh em ơi. Như video này thì như cũng thông báo thì sau khoảng thời gian hơn 10 ngày nửa tháng thì Khải cũng đã đánh liên đấu cũng khá là thành công. Như anh em xem thông tin bên trên này thì hiện tại Khải đang top 2 liên đấu. Nhưng mà hiện tại anh em cùng xem sơ qua top 1 đến top 10. Top 1 là Grab Chở Đào 48 thua 8 với thời gian là 4.000 năm. Và hiện tại anh ta cũng đã chuyển sang set đồ qua một Aclon khác để tiếp tục đánh liên đấu. Thì theo như vậy thì chắc mình cũng phải tạo một Aclon khác để mình tiếp tục chuyển set đồ Urum của mình qua, để mình đánh tiếp tục cho anh em xem những buổi livestream của mình cho vui, cũng như là cố gắng gạt dò đường môn bên kia. Tại vì đường môn này là full set thiên quang, anh ta vào bên trong này chả sợ ai cả anh em ơi, nên là chỉ có năm độc thì mới có thể bắt được anh ta thôi. Và anh em cùng xem qua số lượng hạng của mình. Hạng của mình thì mình đang hạng 2. Mình đang 2 với tỷ số là 04, 36, 8 trận với thời gian là 2006. Hiện tại Khải còn 4 trận cuối, nhưng mà hiện tại bây giờ thì Khải chắc không đi rồi. Như tiêu đề thì Khải cũng đã chuyển sang công luôn và đã đặt mốc được 158. Và còn 4 trận cuối cùng này thì Khải sẽ dời lại vào một ngày cuối cùng, một ngày không xa, để Khải tiếp tục đánh 4 trận cuối cùng để xem lượng top liên đấu của mình như thế nào nha anh em. Và mong rằng anh em sẽ chờ đợi cái buổi livestream quyết định của ạc chính của mình nha. Và xin thông báo anh em vào tối nay và hoặc là tiếp tục ngày mai thì Khải sẽ vẫn tiếp tục đánh liên đấu set Ulung năm độc với một ạc clon chỉ level 126 mà thôi. Thì theo cái lượng cấp thì theo anh em cũng thấy thì nó sẽ yếu hơn một chút, nhưng mà không sao, Khải sẽ cố gắng nha anh em. Ok anh em. Và nói chung anh em đang xem thì đừng quên cứ đỡ lại cho Khải một like, một chia sẻ ủng hộ thì ủng hộ Khải, thì Khải sẽ cố gắng làm những video và livestream cho anh em xem. Và hạng thứ ba, hạng thứ ba vẫn là năm độc, vẫn là năm độc set ô lung 44 36 thua 8 giống mình, nhưng mà thua mình cái thời gian đến 3.003 lận, nên là anh ta đang top 3, anh ta cũng còn 4 trận mà thôi. Rồi là top 4 Thiếu Lâm Đao. Và Thiếu Lâm Đao này cũng đã chuyển set đồ qua Eclon khác đỡ đi back mình rồi. Là Thiếu Lâm Đao nha anh em, 29 thua 19. Đây là cái băng rồng. Cái băng rồng này cũng có tỷ lệ lên top khá là cao, 31, 24, 7, còn đến 15 trận nữa. Thời gian rất là thấp. Tiếp tục. Đây là đường môn, đường môn 40, tháng 2, 14, thua 16. Đây là đường môn bảo vũ nha anh em. Nít tin đây là Võ Đan. Võ Đan quyền 37, tháng 23, thua 14. Hai một cuốn là lúc trước là Nga My 3922 17. Hạo Nhiên là Thiếu Lâm 25 15 gì 21 15 đi 36 trận còn 12 trận nữa. Hai một cuốn là Nga My. Nga My này là Nga My mang cặp vào danh hôm bữa nè em. Mang cặp vô danh hôm bữa, hiện tại bây giờ cặp vô danh đã hết hạn sử dụng nên là anh ta không đi lưng đón nữa. Thêm nghĩ thì anh ta đang dự đoán nữa, có thêm một cặp vô danh từ công thành chiến nữa thì anh ta sẽ tiếp tục đánh tiếp. Với tỷ số khá là cao, tỷ số ạc này có thể lên top 1 khá là cao. 23, 20, 3 trận. Tháng 20 thua mới 3 trận thôi. Ok, và anh em cùng xem sẽ đồ Khả chuẩn bị trên người nha. Hiện tại Khả cũng đã đạt top 158 anh em. Côn Lung Đao đạt top 158 nha. Trung bình thì anh em mang set đăng bang thì chúng ta chỉ có thể đặt mốc 126 mà thôi. Còn hiện tại Khải đã trang bị cho mình một set định quốc kèm theo một nhẫn kỹ năng và cái vòng ban chủ, nên là Khải đã đặt 158 cho anh em. Anh em cùng xem sơ sơ đồ cũng lôn đao của Khải. Đao 34 sát thương 92%, 97 ban sát, đặt mốc 9, đặt mốc 94 ban sát mà thôi. Tốc độ 40, xương ngạo cũng lôn một chống phái 2 cấp. Gia chiên lôi khung. Phòng thủ 16, chống độc 25, kháng tất cả 223, kháng độc 22. Ở trên là thời gian chống độc 25, thiên thanh đi chậm 2 cấp. Ngập bồi vụ ảo, làm chậm 40, mơ tung 1, phòng thủ 29, thời gian chống 30. Nhận cái đen vẫn có thương tinh 1 cấp nữa, có thể đặt mất 158.
đó. Nếu mà không có nhẫn hoặc là không có vòng, không có vòng băng trụ sẽ không đủ. Và đây là nhẫn kháng hỏa sinh lực nội lực, chón bao tay quốc 50, nón 28, áo 49, đai 80, giày 43. Và bên này là điểm kỹ năng của mình. Và anh em cùng theo dõi video của Khải. Hôm qua Khải còn 4 trận cuối cùng á. Trên livestream thì cũng khá là đông đảo, anh em bảo Khải là ngừng đi, ngừng đỡ đợi ngày cuối tháng hoặc là chọn một ngày nào đẹp đẹp thì sẽ livestream quyết định thử 4 trận cuối cùng. Nếu mà win hết thì sẽ có cơ hội lên top 1. Thì như vậy thì Khải cũng ok. Và anh em cùng theo dõi những buổi cùng quay lại cái đoạn livestream trước cùng Khải nha. À, gặp đường môn, gặp đường môn, gặp cho đau. Ngon ngon ngon. Và ở cái liên đấu hôm nay thì Khải không có mang ngựa, mất đi khán giả 10%. Nên là xong cái trận này thì anh em lại bảo Khải là ngừng đi, đừng đánh nữa. Ôi sư trận. Nên là Khải cũng quyết định theo anh em là còn 4 trận cuối nên là phải rơi vào ngày sâu anh em. Hôm nay thằng bạn nó bận quá nên là không có giao dịch ngựa được. 65 Khải ơi. 65 hả? À dạ 65 là thiếu rồi. 65 là thiếu rồi. Không có ngựa, mất đi 10% khá là yếu luôn anh em. Rồi đang hai cái nhẫn đây, đang mang hai cái nhẫn này tóc lên 75 đó. Đang mất kháng cả 10% nha anh em. Khải đang mất con ngựa kháng cả 10% rồi. Tự Khải chưa đánh được nó, cứ bình tĩnh. Khải đang mất ngựa kháng cả 10% á, nên là cứ bình tĩnh thôi, quan trọng gì. Chắc ai hả? Đường môn rắc cho đau. Đường rắc ấy gì? Ừ. Chẳng gì sức qua cầu đó, 10%. Không, nói chung là bây giờ á, Khải vô Khải quất một cái là nó chết thôi, mà cứ từ từ. Nè, cho nó sóc đam mà này ăn coi. Cho nó sóc đam mà này ăn coi. Ê, đó, đụ đó, 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 đứng ký bạn nó chết đó. Đừng ngồi mà thấy đụ má đục tư chứ hả? Duy mới đẩy Duy cái bổng cái đụ má mình gần chết. Thấy chưa? Nói chung là cứ bình tĩnh từ từ thôi. Tại vì mình đang mất người 10% á. Mình cảm giác mình bị yếu hơn nó nhiều anh em. Nó là cũng có ngựa 10% này, anh em thấy không? Hiện tại server chỉ có 2 con thôi. Thì Khải gặp đường môn này thì Khải biết chắc chắn là anh được rồi, nhưng mà cứ bình tĩnh thôi. Không có gì mà nôn cả. Khải chuyển phái gì cũng luôn là đánh tông kim nha anh em. Còn mà liên đấu thì Khải vẫn đánh liên đấu nam độc nha. Khải vẫn đấu liên đấu nam độc nha anh em. Chuyển cũng luôn đi, chuyển giờ đang Khải không có đồ. Chuyển giờ đang Khải không có đồ anh em. Anh em đang xem thì đừng quên nhiệt tình ủng hộ Khải, đỡ Khải cố gắng liên đấu này nọ, tháng này lấy cái dòng cho anh em xem nha. Lấy cái dòng liên đấu tự do cho anh em xem nha. Con lùng đao. Chuyện lùng đao nhưng mà Khải không có đồ nhiều, Khải chỉ có cái đao với cái ngọc bội thôi. Nên là Khải mang xét đường quốc. Khải vẫn ngọc bội cho anh em ơi. Hôm bữa giờ Khải bị đau họng là hôm qua không có livestream được. Ngày nay cố gắng lên nói chuyện với anh em một tí cho vui, chứ hôm qua không like cũng khá là buồn. Wow. Chào anh. Wow. Buồn chứ. Nó không biết đâu á. Không biết mà đây mà ngã sốt xuống cái là cách ly luôn anh Lĩnh. Giờ mà ngã sốt bị sốt cái là cách ly luôn á. Trời ơi, ho quá, ho đó. Thử thì thôi. Biên. Đồ cũng bán lại, đủ rồi. 2 giờ, tôi tự nhiên 3 giờ, tài lạ ô tù ngập phải luôn. Ừ. Cố gắng thôi em ơi, lên top 2 rồi. Hello, đẹp trai thích nha. Không ngựa bạn cho mượn qua mượn lại á. Mà lúc nãy không online nên là không có lái được. Ngày mai mượn ngựa đánh liên đấu hoặc phụ nha anh em. Ngày mai sẽ mượn ngựa lái ngựa đánh liên đấu hoặc phụ nha. Tiếp tục ném độc thôi, vẫn là ném độc đao thôi, chẳng gì khác cả. Đại chính thì chuyển con lùng đao. Đại chính thì chuyển con lùng đao rồi đánh tiếng tống kim cho anh em xem. Con lùng đao đánh tống kim phơ lắm anh em ơi. Đào đập mất 126 luôn nha.
Khả Thanh chuyên đam luôn nha anh em, chuyên đam là đánh thống kim nha. Đó, đạt 126. Bây giờ Khả chỉ cần mang cái nhẫn kỹ năng vào thì đạt 158. Nhẫn kỹ năng với cái đao phải 3 cấp, đao phải 3 cấp. Nói chung đã nghiên cứu, rồi Khả nghiên cứu. Nghiên cứu rồi mang đao đánh thùng lôn đạt 158 cho anh em xem. Đau hẳn quá. Dạ, lấy buôn hệ nướng vô. Đợt mai đi chợ lên mua về làm thử quá rồi. Ăn không luôn hả? Ừ, chấm muối hầm mình ăn thôi. Đủ. Dạ, anh nói ghê vậy. Thằng nào xin cho ba em đây. Khoảng tỷ tỷ thôi. Em ở công tâm nè, giờ chơi đầu tư cỡ nhiêu tiền thì có sẽ đồ ngon vậy anh? Server này của anh hả? Đa số là đồ thời hạn á. Đồ thời hạn thì một món nó tầm 200-300 nghìn một món thôi em. Nhưng mà nó vấn đề là một món 200-300 nghìn một món, nhưng mà cứ 7 ngày là nó hết. Em phải gia hạn tốn lại 200-300 nghìn tiếp. Nói chung cứ một tuần em xài 5 món thì một tuần em tốn khoảng gần 2 triệu. Đó là đồ thời hạn. Còn đồ vĩnh viễn á là em mua một món nó tầm 2-3 triệu tùy theo món. 2-3 triệu, món nào rẻ rẻ thì 1,5 triệu. 1,5 triệu ít nhất, cho đến 3 triệu. Anh Khải thật thà quá, nói thật giảm giữa anh em mà chơi anh. Dạ rồi anh em cùng chơi. Mấy ít thôi anh em chơi, nghe tật tiền triệu ai đấy. Ai dám chơi, ai dám đồng á. Ai bây giờ qua server này nha, mua bỏ tiền ra mua nha. Có đồ sẵn chơi tạm tầm chịu vậy. Làm gì mà biết 48 đẹp luôn. Tập 48 cái này đạt kháng cả 17. Cái này không cả đăng thêm. Không biết biết hay không nhé. Tôi bây giờ tôi từ bắt mà tôi tốt. Cái này có nâng thêm thì nó cũng có. Cái này có nâng thêm thì nó cũng 17, 13, 13, 17 thôi em ơi. Tại vì server này là fix cái kill kháng thiên thanh địa chập của công lôn mà. Mấy server khác á, anh em thành mắt kêu này á thì nó được 35, 33, 33, 35. Còn server này fit cái kháng này cho tất cả bước kháng khe xe á, nhưng mà ngược lại là đẩy lên cái kêu chống phái đó, chống phái nó được kháng cả 16 đó. Hỗ trợ cho bước xe được 17, 17, 13%. Rồi ok, giờ là Khải đánh thông kim được rồi. Tí nữa Khải nghiên cứu đồ với kia ép lên tóc 158 nữa là thông kim thôi. Lên tóc 158 không kiếm được thôi. Ok anh em, và ngày bây mai giờ thì chúng ta vẫn liên đấu nha anh em. Ngày mai Khải vẫn liên đấu ha. Năm độc cho anh em xem nha. Vẫn năm độc border cho anh em xem nha. Vừa đao vừa trứng cho em xem nha. Rồi tối nay ít ngửa online vậy ta. Cái này anh hành nữa quá. Ok anh em, và bây giờ clip của Khải sẽ tạm dừng tại đây, và chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha. Hẹn anh em tối nay 16 giờ hàng đêm, chúng ta sẽ tiếp tục với liên đấu năm độc Ulung Vecklon nha anh em ơi. Ok, bye bye anh em, chúc anh em vui vẻ. Bye bye mọi người.